con chữ nó gì đó. Nó tức quá nó khóc luôn, chạy về mét mẹ nó. Kìa, sao, cái xong cái sau nó về nó kêu mẹ lại nói chuyện bà ngoại con. Con trai của chị nó ăn hiếp con trai của tôi, giờ chị tính làm sao? Nói mặt căng lắm nha. Bà ngoại con ra gì nè. Vợ à con ơi ra đây nè con. Cái xong con lâu thôi con lui ra. Rồi xong bà nhìn vô mặt con mới nói, Mày là dòng cái thứ đồng tính. Nó nói một câu là con nghe con thấm rồi. Là quạo rồi đó. Con đeo luôn cái mặt con như nè. Ủa rồi con, rồi con nhà con đồng tính đó, con yêu con trai đó, giờ con sao? Giờ con có yêu con trai cũng đâu có ăn, giờ con cũng đâu có cướp cổ nhà cô đâu. Giờ nhà cô có cánh nhà thì con đâu có lấy cánh nhà của cô đâu. Giờ nhà cô có một chục cái vàng á, thay vì nhà con có một chục cái vàng vô hết nhà ăn đi, lúc đó cô hãy nói. Là trời, con LGBT, con là người đồng tính, đâu có nói gì cô đâu mà chú. Cô hay nhắc tên con lắm. Cái xong bánh nói gì nè, con nít mà hổn ai ưa ai thương, con đâu cần gì thương con đâu. Xã hội này nhiều người thương con lắm chứ đâu phải mình gì đâu. Hình như gì thương con là người ta mến con, ta yêu con, ta mua đồ ăn cho con nhiều lắm á. Cô nghĩ cô là người nổi tiếng à. Cô ơi, con không có cửa đâu cô. Bà quạo luôn á, bà đi về luôn, bà xách xe bà chạy cái huôn về luôn. Còn bữa hổm con đang tắm xong vậy nè ha, đang tắm xong vui đùa lại cô con nè, cậu con nè, chị với con nè và anh ba chuột nè, đang tắm đang bơi, hai đứa đang bơi ra giữa sông. Đầu ô tự nhiên ha, có thằng nào á nó nhảy xuống mà không quen biết. Nó tắm sao kệ nó đi, lại tuột quần con. Tắm xong mà nó gì nè, hi hồ ô, nó vừa nhào lên tôi vuốt cái bóp. Nói là gì vậy trời, mày biết mày lấy gì vậy? Tụi có quyền gì mà tuột quần tao, có thằng chồng tao mới tuột quần được tao thôi ha, đi ra chỗ khác chơi. Xong nó gì nè, chạy nó xuống, nói con nít nó có biết gì đâu mà mày quýnh nó. Đúng rồi cơ, con nít đâu biết gì đâu, nó không biết thiệt, nhưng mà cái nó không biết điều đó cô. Cô ơi, cô dạy nó một cái điều thôi cô, đừng tuột. Đang tắm xong tự nhiên nhào lại lại gì con tán có cái bóp rồi à cô. Trời ơi, cô nghĩ cô là 100 cây vàng như cô Minh Hiếu hả? Không có đâu cô, trên người cũng có cây vàng mà cô nói chuyện kiểu gì. Cái xong mới nói trời ơi, con nít con nôi mà nói chuyện kiểu gì đó, chắc ba mẹ mày không có dạy mày đâu ha. Đúng rồi, ba mẹ con cho con tiền ăn học, giờ ba mẹ con hết tiền, ba con bỏ mẹ con đi làm. Cái xong mới nói dùm cái thứ mồ côi, mấy chị hẳn mặt con dùm cái thứ mồ côi. Con nói một câu thôi. Con mồ côi mà con đẹp. Con được người ta yêu quý. Đó, còn cô được gì? Cô đẹp mà cô không ai yêu quý cô trên á. Mà cô xấu nữa. Trời, cái mũi cô cũng biết sửa luôn, cái môi cô thì cô tiêm filler, con mắt cô thì cô banh cho tròn chứ gì cô. Cô đẹp hơn ai. Thế là mới nói nè, tóc tao dài nè mẹ, tóc tao đẹp không? Nè cô, tóc con nè, tóc con cũng dài nè cô, mà con đẹp hơn cô á. Bà nói mày đâu có nổi tiếng trên mạng đâu mà mày nói chuyện tao vậy, tao có cái nick 15 follow nè. Móc cái nick nha, sơ sơ cũng chịu nè cô. Nè cô. Thế xong mới nói tao không chơi lại mày, nick mất dạy. Con tức rồi, cái mặt con gì nè. Con nói một câu thôi, con mất dạy đúng không? Con mất dạy mà ba má con dạy cô với con đâu, cô đâu có dạy con đâu. Con có bỏ cho con tiền con ăn học không? Không. Cái xong mới nói một câu nè, biến mày biến, tống cái lộn mấy nít ranh. Con gì nè, bà khỏi biến, khỏi mắt biến, bà đi luôn. Bà mang đôi guốc, bà mang đôi guốc, bà độn như nè, bà độn đôi guốc cho cao vô ha. Bà đi hai bước, bà dập cái bà té. Vừa lòng hóa dạ con lắm. Cái đôi guốc bà mang cao lắm á. Tầm 30 xăng à. Đi vậy nè, bà quẹo chân cái bà thịt cái phọt. Thằng con bà, mẹ có sao không mẹ? Đỡ bà vậy nha. Ôi bà nặng dữ lắm. Bà kêu con lên phụ bà. Hai bụng cô muốn thích đâu, mấy đứa bè nô tì đi dọn với mấy con nô tì khác đi. Mấy đứa kia ha, bưng lên. Xong rồi lột hai đôi guốc dục vô vậy nè, nó nè má, má cầm đi má, má đi giùm con cái, đừng vô xóm này giùm con cái. Hai đứa vẫn vui đùa tắm sông luôn, mấy đứa luôn, dẫn ra ngoài bờ ao chơi. Trời ơi con, tự nhiên nhỏ kia, nó làm gì nè. Hỏi mày nhảy gì vậy? Nó nói nhịp điệu cha cha cha. Nhịp điệu cha 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 là gì hả? Nhịp điệu cha 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 nào vậy? Người ta là dịch vụ cha 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 là tao phải điện. Trời ơi trời, con này mày thiếu tiền theo tao khi nào mày trả? Trời ơi trời, mày thiếu có bao nhiêu tiền đâu mà mày không trả, có 500-600 ngàn à mày không trả. Trời ơi con này mày mặc lì, mày cũng mặc lì vừa đó mà mặc lì với trâu với mày.
Trời ơi trời, con này ha, đánh nó ba má mày sanh ra, ba mẹ mẹ mày sanh ra mà không có ba sanh nè. Ôi là trời, cái bán mặt đẹp trai đẹp gái mà không có trả tiền thiếu có 500-600 ngàn mà. Trời ơi trời, mình đẹp gái mà mình giữ ý tứ xíu đi. Một trăm mười mấy người ở đây ha, mày mặc cái váy xa lê mà mày để mày thành ra vậy nè, ai ưa? Trời ơi trời, còn không, mình nghĩ mình là đại tướng đại gia nữa. Mày đeo bộ vòng, mày đeo bộ vòng xi men giả như tao không biết gì á. Kìa má, má ra ten rồi kìa má. Ga ten hết trơn rồi má. Ồ, ủa cái vòng gì đâu mà ga ten trên tay xanh cỏ. Cái vòng á thì vòng giả. Ủa cái gì trên trên người mày mà thiệt. Ờ, có con gái thiệt thôi hả? Mày có sửa gì đâu. Ờ, ủa sửa cái môi, trời ơi. Má ơi, sửa cái môi nó tiêu vi lô phộng lên vậy nè. Ờ, còn hơn bánh phồng nữa trời. Nói ra thấy gớm quá. Trời ơi trời, ước gì ha, mày là con quỷ gì đâu á, mày xuất hiện ở đây làm cái gì vậy? Thôi ôi trời, cứ làm ơn đi, có 500-600 tiền thịt mà mày trả giùm tao, có đi trả giùm có 200-300 mà. Bữa hôm mày trả 300 rồi, giờ có 300 nữa mà mày không chịu trả. Sao mặt gì đi mặt lì dữ vậy trời? Rồi xong ha, cái xong nó gì nè, nó nói gì nè. Thôi ơi, có 500-600 mà chị chạy đi gì mà đợi hoài vậy trời. Lì cũng lì vừa vừa thôi trời. Buồn rồi cha, bây giờ mày... Dạ mày thiếu tiền tao, mày kêu tao không đòi gì. Mày thiếu có năm mấy à, đâu có nhiêu đâu. Ừ không có nhiêu đó ha. Năm mấy hả má? Má làm ơn má trả nợ con về nhà con lo cơm nước nữa má ơi má. Thầu ô cái mặt má ha, nó chai luôn, nó lì luôn á. Nó chai lì luôn. Cái mặt má ha chú nựng như một cái ha, chú thấy 800 lớp da bò ở trong á. Trời ơi. Lột ra một cái ha, hầu ô. Cái mặt của nó ha chú thấy không có trang điểm, cái mặt của nó như Hà Bá gì đó. Bữa hả má con lấy cái khăn tẩy trang không, cầm hai miếng vậy nè, con gót nước tẩy trang vô, mấy mấy chú biết nước tẩy trang không, đổ gì nè, nó vừa lại mặt nó gì nè, con chùi 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 gì nè. Ủa con trà ngửa chén đó, con trà gì nè, đúng rồi con trà nha, con nhìn vô nó nè, cái lớp trang điểm của mày còn bự hơn cái lớp trang điểm của tao nên là con chùi một cái à. Nè tao chỉ xức có miếng kem thôi đó, chét miếng son thôi là xong rồi. Còn mày mày làm gì, kẻ lên nờ xong môi đánh mắt rồi á, mày làm gì mày đánh khối mày đánh nền. Trời ơi trời, mày rồi mày không có đánh cái má hồng á, mày có tiền không, mày mua cái hũ má hồng đi, có 100 mấy 200 ngàn. Ừ nói chi 100 mấy 200 ngàn, 300 ngàn con có trả nữa, nói chi 300 thầu của trời, con nể mặt lì nó giận luôn chú, nó phan nó guốc cái gì nè, nó gì nè, thầu ơi nó phan con chú, nó lấy cái tay con gì nè. Ờ ơi mày giục ai. Ờ ơi con quýnh quá trời quýnh luôn. Rồi xong ha. Rồi xong ha. Cái mặt chầm dập, cái mặt cái sưng chù vô luôn. Móc 300 ra trả xong đi về nhà nó, mấy má nó. Má nó cũng là bằng tuổi bà ngoại con luôn đó. Bà ngoại con mới có 49 tuổi à. Bà ngoại trẻ gì vậy? Chứ bị lấy chồng sớm mà sao không trẻ. 15 tuổi lấy chồng chưa đủ 18. Trời ơi. Em chưa 15 tuổi rồi lấy chồng hả? 15 tuổi lấy chồng rồi. Ủa cô đẹp gái gì đâu rồi? Xe. Ủa cô đó là vợ của ai vậy? Chú Minh Tân hả? Hàng gì đẹp y hệt nhau luôn. Ngày xưa cái lúc mà chú bà ngoại con coi chú á, bà ngoại con gửi là mời các bạn chú á. Bà ngoại con hi. Chú hay quá, chú nói hi. Rồi bà ngoại con kêu nhắn tin. Bạn tên gì vậy? Tên Minh Tân. Rồi xong bà ngoại con bá lặng một thời gian. Xong rồi bà ngoại nhắn tin lại với chú. Hi. Bá hi hoài luôn bá. Hi. Đúng rồi, ok. Vậy là ngoại không biết chữ hả? Không biết chữ. Bữa hả có nít con á, bá vô bá gì nè. Hi. Chào 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 chào. Rồi là bá gắn cái chữ hi á, cái chữ hi mà người ta có cho sticker á. Bây giờ tay bá hi 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 gì nè. Xong bá nhắn chữ ok. Con biết ca không? Không. Sổ lô tô coi. Lô tô không kêu được có mấy con rồi. Đâu con kêu thử coi. Bộ móng đâu rồi vậy? Bả làm neo á. Đâu con ca. Ủa sổ lô tô con khúc bài cho chú nghe thử coi. Mấy con rồi. Ca một bài thôi nha. Ừ. Nghe nào. Con mấy gì ra cơ ra con mấy gì ra. Sao đành bỏ em đi, bao ngày tháng hai ta cùng nhau mất dế. Em đố ăn ăn khoai nuốt mà không nhai. Còn 32. 32, 32, 32 nữa. Còn con nào nữa? Hết rồi. Con hả? Đúng rồi.